Mến chào cô chú anh chị, các bạn và các em gần xa. Ngày mới mình thân chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, thân tâm luôn an lạc, vui vẻ, hạnh phúc và an lành mỗi ngày. Hôm nay mời cả nhà cùng với mình đi chợ, sau đó về nhà nấu ăn. Đây là khu vực phía trước chợ. Bây giờ mời cả nhà đồng hành tham quan xem video vui vẻ. Thank you.
Mình đi chợ đã xong rồi, bây giờ chuẩn bị đi về. Hôm nay món ăn của mình là gồm có là gà nấu măng, thì mình mua được 2 mụn măng và con gà thả vườn. Măng thì mình đem đi luộc để mà cho cái chất độc măng nó ra đó cả nhà. Ăn vậy nó mới an toàn. Gà thì mình rửa sạch, mình sắc nhỏ rồi cũng đi trụng với gừng. Mọi thứ mình đã chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ bắt đầu vào nấu. Thì mình cho tỏi và dầu vào cho thơm, rồi xong đó mình mới đổ gà vô mình xào cho săn, rồi mới đem đi nấu. Buổi cơm chiều hôm nay đơn giản, mà chỉ có món gà hầm măng thôi. Rồi bây giờ mình xào cho săn. Món này nói chung ở gia đình mình nó thích ăn lắm, mà tranh thủ tới mùa đông mà không còn măng nữa, mùa thu này là cuối mùa đó. Bây giờ mình cho bao gia vị vào, tùy theo khẩu vị của mọi người á, thì mình nêm mình chỉ bột cà no, đường, bột ngọt, dặn tí xíu muối, tại vì mình sử dụng bột cà no rau củ. Rồi bây giờ mình cho nước sôi vào, mình nấu một ấm nước sôi sẵn mình cho vào. Rồi khi sôi lên mình vớt bọt rồi mình đậy hầm lại, cho gà chín rồi mình cho măng vào. Thì bây giờ mình cho măng vào nè cả nhà, khi gà chín thì cho măng vào nè. Mình nấu nhanh gọn lẹ, nó nhìn rất là hấp dẫn đó nha. Nước rất là trong, có màu vàng của mỡ gà. Măng thơm lắm. Măng này giống như măng mạnh tông vậy, rất là ngọt. Rồi bây giờ đã chín rồi, cuối cùng mình cho hành lá vào nữa là xong. Cả nhà ơi, video mình cũng khá dài rồi. Mình cảm ơn cả nhà luôn yêu thương, đồng hành xem video, ủng hộ mình. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Chào, tạm biệt. Hẹn gặp lại cả nhà video sau.